Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng vi điều khiển PIC hiển thị ký tự hoặc những biến dữ liệu lên LCD. Các bước tiến hành của chúng ta bao gồm vẽ mạch nguyên lý mô phỏng trên phần mềm Proteus, lập trình bằng ngôn ngữ C trên phần mềm CCS. Về cấu tạo của LCD thì ở đây mình sử dụng LCD 16x2, nghĩa là nó có 16 ô và 2 dòng. Các LCD như 20x2, 20x4 thì cũng sử dụng tương tự, chỉ khác về số lượng dòng và ký tự trên một dòng. Đầu tiên có các chân giao tiếp giữa LCD và PIC. Đó là chân read, reset, chân read write, chân enable. Và ở đây mình sử dụng chế độ giao tiếp 4 bit nên mình sẽ sử dụng chân D SATA 7, từ SATA 4 đến SATA 7 của LCD. Còn các chân SATA 0 đến SATA 3 thì mình không sử dụng. Chân VEE này được nối với một biến trợ để có thể điều chỉnh độ tương phản của LCD ở ngoài thực tế. Để biết rõ hơn về hình dáng của LCD, mình có thể lên mạng tra thì đây là cái sơ đồ chân người ta vẽ mô phỏng ra. Thì ngoài các cái chân mình vừa nêu thì còn có chân led cộng và led trừ dùng để bật sáng đèn nền cho LCD. Các bạn lưu ý chân VSS là ký hiệu của nguồn âm và VDD là ký hiệu nguồn dương. LCD này sử dụng điện áp 5V. Rồi, chúng ta sẽ đi vào lập trình. Thì đầu tiên mình tạo một project mới. Nó hỏi là lưu ở đâu. Thì mình sẽ lưu vào một thư mục. Mình sẽ đặt tên cái thư mục đấy theo mỗi một chương trình, ví dụ như là hiển thị LCD. Thì cái tên chương trình của mình là tên thư mục rồi, cho mình không đặt tên lại cái file này nữa. Lưu lại. Mình sử dụng PIC 16F877A. Các bạn nhớ chọn đúng thiết bị. Để khai báo các chân thì mình sẽ sử dụng cái phần khai báo sẵn có trong phần mềm CCS. Chân Enable. Ở đây mình nối với chân E0. Chân Reset nối với chân E1. E2. SATA 4 thì mình nối với D4. Rồi, tạo chương trình. Rồi thì ở đây nó đã định nghĩa cho mình những cái chân tương ứng như vừa nãy mình khai báo rồi. Thì cái lệnh define này, thăng define là một chỉ thị tiền xử lý. Thì nó sẽ dán cái, khi mình đánh cái chân này ra thì nó sẽ tương ứng với pin T7 này. Ví dụ như mình sử dụng cái, ví dụ mình output 2 pin D7 chẳng hạn.
thì mình không muốn viết tên nạp chân D7 nữa, mình có thể viết là LCD gạch dưới SATA 7, nó cũng tương tự là chân pin D7. Hoặc là ở đây mình định nghĩa thêm một cái chân nữa là chân relay, để tẹo nữa mình sẽ bật tắt một cái bóng điện chẳng hạn, hoặc một cái quạt hoặc cái motor nó ở chân B0 chẳng hạn. Nó chỉ là định nghĩa thôi mà, định nghĩa là A là B, B là A chẳng hạn. Đấy thì ở đây người ta đã include cho mình cái thư viện rồi, thư viện lcd.c, và người ta gọi sẵn cho mình cái hàm lcd.init, lcd.init để cho lcd có thể hoạt động được. Bây giờ mình build thử ra. Ở đây nó có file lcd.c này. Nếu mà mình không có cái phần khai báo như vậy thì mình có thể tìm cái file lcd.c ở trong cái thư mục cài đặt của PC. Thì mình sẽ vào cái mục driver. Mình tìm đến cái file lcd.c. Đây, tất cả các cái driver giao tiếp với những cái ngoại vi đơn giản thì nó đều có thư viện ở trong phần mềm CCS cả. Rồi, nhìn vào cái file lcd.c này, nó có chú thích thì để hiển thị một ký tự ra LCD thì mình dùng lại LCD Pussy. Ví dụ như là mình LCD Pussy, ví dụ như là lập trình pic chấm phải, mình build ra mình chạy thử. Nạp chương trình vào. Mình nạp chương trình nhầm. Đây mới là cái chương trình của mình. Ok. Đó. Bây giờ xem hàm tiếp theo có trong file lcd.c là gì. Đây là LCD go to XE này. Cái hàm này nó sẽ đưa cái vị trí con trỏ đầu tiên tới cái tọa độ ô thứ X và dòng thứ Y. Một số cái lệnh đặc biệt nữa. LCD get C ở cái tọa độ XY, nghĩa là gọi trở lại vi điều khiển cái giá trị ở cái ô thứ X dòng Y này. Set gram nghĩa là viết ký tự đặc biệt. Thì ở cái này thì nó có cái phần sược ép này, nghĩa là dùng để xóa màn hình. Còn cái dòng sược n này là dùng để xuống dòng. Bây giờ mình sẽ dùng thử cái go to XY này xem. Bây giờ mình khai báo LCD go to XY bắt đầu từ ô thứ ba dòng thứ hai xem điều gì sẽ xảy ra.
Đó, bây giờ nó bắt đầu từ ô thứ ba này. Chữ sẽ bắt đầu từ ô thứ ba và ở dòng thứ hai. Bây giờ cái LCD này mình chỉ sử dụng nó đúng một lần trong hàm main, sau đó nó sẽ vào vòng lặp while, cái chương trình nó vào vòng lặp while, nó chạy trong vòng lặp while thì chứng tỏ là một điều là cái dữ liệu lập trình pic này nó chỉ được xuất ra LCD đúng một lần, sau đó thì nó tắt, nó không xuất ra nữa. Nhưng mà cái màn hình này nó vẫn hiển thị cái LCD pussy. Thì ở đây mình có cho delay đi, delay 2 giây xem bây giờ nó có hiện tượng gì. Bây giờ delay 2 giây, sau đó mình sẽ viết chữ khác, một chữ khác. Lên dòng đầu tiên. Ý định của mình là chỉ viết một cái chữ đấy thôi, còn bỏ cái chữ lập trình pick đi. Rồi, đợi 2 giây. Có chữ nothing mà nó lại vẫn chưa bỏ cái lập trình pick đi này. Mình sẽ cho cái này nó xuống dòng thứ hai. Thử xem. Build ra. Lập trình pick 2 giây sau. Đó, nó lại hiển thị chữ pick ở đây, nó không xóa hết đi. Thì bây giờ chúng ta phải dùng cái lệnh xóa màn hình. Thì là search F đúng không? Search F. Nháy. Rồi, bây giờ thử xem nào. Chính pick. Rồi, bây giờ nó đã chuyển thành loading rồi. Vậy là đạt yêu cầu đúng không? Bây giờ mình muốn hiển thị một biến, ví dụ mình muốn đọc nhiệt độ chẳng hạn. Thì buổi trước mình hướng dẫn các bạn đọc nhiệt độ từ cảm biến sử dụng mô đun ADC có trong video khiển pick. Bây giờ mình sẽ khai báo cái ADC, khai báo trên void main, sẽ cài đặt tần số lấy mẫu. Cài đặt cổng. Cổng ở đây mình dùng cổng analog không, có một cảm biến thôi mà. Bây giờ thì mình sẽ set channel để bắt đầu đọc dữ liệu. Kênh không. Delay. Mười micro giây. Rồi, A bằng read ADC. Thì bây giờ thì đọc ADC đây. Cho vào biến A, bây giờ mình sẽ hiển thị.
cho nó, sau đó xóa màn hình đi cho nó hiển thị ở đây. Thì để hiển thị được cái biến này thì nó có một vài cái, ví dụ mình nhiệt độ là nhiệt độ 2 chấm. Rồi, đây sẽ là cái biến A này. Thì làm sao để mình ghi được cái biến A vào đây? Thì nó có một số cái là nó gần giống như là khai báo biến. Thì để khai báo biến một biến 8 bit có dấu thì mình ghi phần trăm D vào. Biến có 8 bit nhưng mà không có dấu thì là phần trăm U. Biến 16 bit thì là phần trăm LD, nó lại có dấu phần trăm LU là 16 bit không có dấu. Rồi, bây giờ thử xem nào. Nhiệt độ thì có thể có âm có dương, thì mình sẽ ghi vào phần trăm D ra ngoài dấu nháy, ghi biến A vào đây. Rồi, cái cảm biến này sẽ đọc nhiệt độ sau. Ví dụ như là 200 mili giây chẳng hạn. Build ra thử. À, còn thiếu quy đổi nhiệt độ về ADC nữa. Chia cho 2,046. Oh, chưa định nghĩa biến A đúng không? Định nghĩa âm sai. Có dấu đi. Hiểu cái gì đó nhỉ? Thiếu là ở cái phần trăm D này nó không được quy định ở trong cái hàm LCD Pussy, tại vì là phần trăm D, phần trăm U, phần trăm LD là nó trong cái hàm hiển thị của chương trình C ấy. Mình có thể gõ thử phần trăm U, phần trăm D, phần trăm LU. Đó, thì nó sẽ là ở trong cái hàm print. Rồi. Thì nó còn, ngoài ra nó còn có cả phần trăm F là số thực, phần trăm C là ký tự. Thì ở đây mình sẽ phải dùng print for mở ngoặc LCD pussy phải. Rồi, bây giờ thử xem nào. Đúng rồi này. Chạy thử. Sau 2 giây. Ồ, nhiệt độ sai à? À. Còn một lưu ý nữa là các bạn phải chỉnh lại cái ADC. ADC ở đây mình sử dụng là 10 bit. Chạy lại xem đúng chưa nhá. Rồi, đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ cái nhiệt độ này, nếu mà mình muốn tạo ra một cái bộ điều khiển, nếu mà nóng quá thì nó bật cho mình cái quạt chẳng hạn. Quạt, ví dụ quạt ở đây là motor. Mình sẽ tìm cái motor. Motor. Đây là DC motor này. Cái này nó có cái ô
xanh xanh ở dưới nó hiển thị tốc độ. Rồi, bật relay lên để mở motor. Relay thì phải có con transistor thì con vi điều khiển mới mở được. Mình dùng con transistor NPN. Này cái điện trở nữa. Rồi, thì bây giờ mình lại mình khai báo cái chân relay nó ở chân B0. Con trở này nối với con transistor này thì trị số nó rơi vào khoảng 1 kilo ohm. Rồi. Này nối mát này. Relay. Rồi, bây giờ bật quạt. Cái quạt là cái motor. Đây là motor một chiều. Ví dụ như là nó dùng cái nguồn điện 12V chẳng hạn. Ví dụ 12V thì mình ghi là cộng 12 VDC. Con relay này thì nó cũng có chữ 12V ở đây. Tức là relay dùng điện 12V nhưng mà mình đấu vào nguồn 5V thôi. Mình sẽ chọn cái loại relay 5V. Đầu còn lại của motor thì nối mains. Bây giờ thì giả sử là nó nóng hơn, nó nóng 30 độ thì mình bật cái quạt lên cho nó mát. Thì thế nào nhỉ? If, dùng lệnh if đi. If a lớn hơn 30 độ. Output 2. Bật cái quạt lên. Cái quạt nối với relay. Nếu không, nếu mà A nhỏ hơn 25 độ, 28 độ đi, thì tắt hộ cái quạt đi. Rồi, thử chạy xem nào. Có đúng là nó bật cho mình cái quạt không nhỉ? Rồi, đợi 2 giây nó sẽ vào chương trình chính. Bây giờ nó 29 độ. Tăng lên 30 độ. 31 độ này, lớn hơn 30 độ. Nó bật quạt. Quạt quay rồi. Mát quá. Bây giờ xuống dưới. Rồi, tốc độ quạt đang giảm, nó tắt rồi này. Ok, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn giao tiếp LCD, hiển thị ký tự, biến lên màn hình, giao tiếp với màn hình LCD và sử dụng đọc nhiệt độ này, điều khiển cái motor, cái quạt chẳng hạn. Đây là những cái mạch rất là đơn giản và cơ bản của lập trình vi điều khiển. Thì hy vọng các bạn xem thì có gì không hiểu thì có thể là inbox hoặc là comment cho mình biết để mình sẽ giải đáp.